chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cái cây không khí bạch tuộc nha, là nó hình thái là nó đang muốn có bông nè. Khi mà nó có bông là nó ra đẹp không? Nó đỏ vậy nha. Nó đỏ vậy xong rồi nó có bông xong cái nó tàn như vậy. Nó tàn cái nụ như vậy. Xong rồi nó đẻ con nha các bạn, đây nó đẻ con nè. Đó. Đẻ con. Đa phần là nó đẻ hai con. Đây như giờ này đẻ hai con nè, nó tàn bông đẻ hai con nè. Không khí này mà mình trồng lâu á, nó bự gấp 10 lần cái này. Nó khoảng 5-7 con thì nó rất là đẹp ha. Thì nói chung là mình bón phân đạm nhiều lên thì nó sẽ nhảy đi bự con, như nó ít có nở bông. Tại nó càng bự thì nó càng đẹp. Nó nở rồi nó đứng cũ luôn, nó không có lớn nữa. Ở đây là con không khí bạch tuộc ha. Một cây nổi tiếng. Lâu lắm rồi mới có lại. Đây nó nở vậy đẹp chưa? Đó, giờ nó bự hoài là rất là đẹp. Không khí là nó vậy đó, nó có bông rồi nó mới đẻ con, còn không là nó cứ vậy hoài. Chúng ta nuôi mà được khoảng vài năm thì cái cây này nó bự lắm, ai nhìn vô cũng mê hết. Râu nó như con bạch tuộc. Cây này dễ sống cực kỳ, không có khó sống. Treo vậy cũng sống, trồng chậu cũng sống, ghép gỗ cũng sống, để không vậy cũng sống nha. Nó gọi là không khí. Đây là không khí bạch tuộc ha.